Mình đã từng trải qua cảm giác giống như các bạn là mình cũng đã mất rất là nhiều tiền rồi. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và nếu như các bạn chưa biết mình là ai thì mình là Trang và hiện tại mình đang sinh sống tại Nhật. Mình đã có bằng mỹ phẩm kiểu Nhật Bản cấp 1 và trên kênh YouTube của mình thì mình sẽ làm những video liên quan tới chăm sóc khỏe và làm đẹp. Mình thấy rằng là hiện tại đang có rất là nhiều bạn có một thói quen là khi mà các bạn đi mua sản phẩm nào đấy thì các bạn sẽ lên trên mạng các bạn xem review, ai review cái sản phẩm nào tốt, nhiều cái review tốt thì các bạn sẽ mua cái sản phẩm đấy về. Đó cũng là một cách rất là hay khi mà các bạn lựa chọn sản phẩm. Thế nhưng mà không phải là những cái sản phẩm nào của người khác phù hợp thì cũng sẽ các bạn sử dụng thì các bạn cũng sẽ phù hợp. Vậy nên là hôm nay thì mình sẽ làm ra cái video này. Mình mong rằng là sau khi các bạn xem hết video này và các bạn hiểu hết tất cả những gì mình nói, cộng thêm một số những cái video mình đã hướng dẫn từ trước mình đã up trên YouTube ý, thì các bạn sẽ nâng được cái tỷ lệ mà các bạn ưng ý sản phẩm, tức là cái tỷ lệ mà lựa chọn được những cái sản phẩm phù hợp sẽ cao hơn tầm khoảng 70% đến 80%, còn 20% và 30% còn lại thì mình nói thật là sẽ còn phải dựa vào may mắn của các bạn này, cộng với việc là các bạn hiểu về làn da của bản thân mình tới đâu. Điều đầu tiên và cũng là quan trọng nhất khi mà các bạn lựa chọn sản phẩm skincare hoặc là những cái sản phẩm chăm sóc cơ thể thì các bạn sẽ cần phải đi tìm cái nguyên nhân này và đi tìm cái vấn đề của da. Ví dụ như là các bạn bị mụn này thì các bạn sẽ phải đi tìm những cái sản phẩm trị mụn phù hợp với da này, hoặc là các bạn đang bị da nhạy cảm chẳng hạn thì các bạn cũng sẽ phải lựa chọn những cái sản phẩm làm sao mà để cải thiện được cái tình trạng nhạy cảm ở trên da này. Nếu như mà các bạn xác định sai nguyên nhân này, xác định sai cái vấn đề ở trên da ấy, ví dụ như là các bạn đi dị ứng thế nhưng mà các bạn lại nghĩ rằng là bản thân mình bị mụn và các bạn sử dụng những cái sản phẩm trị mụn khi mà các bạn đang bị dị ứng ấy, thì mình chắc chắn là cái tình trạng dị ứng ở trên da các bạn nó sẽ càng trở nên là trầm trọng hơn. Vậy nên là cái việc mà xác định được cái nguyên nhân đúng ở trên da nó là một cái điều cực kỳ là quan trọng khi mà các bạn muốn tìm được những cái sản phẩm chăm sóc phù hợp. Và điều thứ hai thì cũng quan trọng không kém, khi mà các bạn lựa chọn sản phẩm ấy, thì các bạn sẽ phải xác định được rằng là cái công dụng của sản phẩm đấy nó giải quyết được cái vấn đề da của mình. Ví dụ như là các bạn bị mụn do nội tiết thì không thể nào mà các bạn sử dụng những cái sản phẩm bạt sừng mãi được, các bạn sẽ cần phải sử dụng những cái sản phẩm để mà cải thiện cái nội tiết tố bên trong cơ thể. Ví dụ như là những cái sản phẩm có chứa isoflavon này, hoặc là một số những cái thuốc điều hòa hormone, ví dụ như là spironolactone này, hoặc là thuốc điều hòa kinh nguyệt là dạng thuốc tránh thai này. Thì khi mà các bạn lựa chọn được những cái hoạt chất mà nó phù hợp, nó giải quyết được cái nguyên trên da của mình rồi, thì nó sẽ có được cái hiệu quả trên da các bạn. Nghe thì có vẻ rất là đơn giản rồi, thế nhưng mà thực tế thì nhiều khi nó sẽ không có đơn giản như các bạn nghĩ. Cùng là một cái vấn đề thế nhưng mà cũng có rất là nhiều những cái thành phần, có rất là nhiều những cái phương pháp và chất khác nhau để cải thiện cái vấn đề đó. Và nhiều khi thì cơ thể của chúng ta hợp với cái chất này chứ không hợp với cái chất kia. Thì các bạn sẽ phải hiểu rõ bản thân mình này, sẽ phải có rất là nhiều những cái trải nghiệm này, thì dần dần các bạn mới tìm được cái gọi là hướng đi đúng và cái phác đồ phù hợp. Và điều thứ ba rất là quan trọng khi mà các bạn lựa chọn sản phẩm ấy, đó chính là tính an toàn. Mặc dù là một cái sản phẩm cực kỳ là tốt này, phù hợp với bạn này, giải quyết được cái nguyên nhân của bạn, thế nhưng mà nó lại không có cái độ an toàn thì các bạn cũng không nên sử dụng, hoặc là không nên kéo dài cái thời gian sử dụng sản phẩm đấy. Ví dụ như là mọi người hay nhắc tới là corticoid chẳng hạn, thì đây là một cái chất làm đẹp da rất là nhanh này, có thể là cải thiện rất là nhiều những cái vấn đề ở trên da như là ngứa này, mụn này, nám này, làm da trắng hơn này. Mặc dù là nó rất là thần thánh thế nhưng mà nó không hề an toàn để sử dụng lâu dài, vậy nên là các bạn sẽ phải lựa chọn những cái sản phẩm khác. Và tiếp theo điều thứ tư đó chính là packaging và design của sản phẩm. Và nói đến đây thì không phải là chỉ mỗi việc là nó có đẹp hay không, nó có đáng yêu và dễ thương hay không. Packaging và design rất là quan trọng với sản phẩm. Khi mà các bạn sử dụng những cái sản phẩm trong thời gian dài thì rất dễ bị ô nhiễm này, rất dễ bị không khí lọt vào, rất dễ bị oxy hóa, rất dễ bị vi khuẩn đi ở bên trong sản phẩm, gây ảnh hưởng tới cái chất lượng của sản phẩm. Vậy nên là packaging nó sẽ liên quan tới cái việc là sản phẩm của chúng ta nó có ổn định chất lượng trong thời gian dài hay không. Ví dụ như là những sản phẩm dạng pump thì nó sẽ sạch sẽ hơn là với những cái sản phẩm dạng hũ. Tức là dạng hũ chúng ta mở ra, chúng ta trực tiếp cho ngón tay vào, hoặc là chúng ta trực tiếp là gọi là để nó trần ra ngoài không khí, thì dần dần cái phần trăm vi khuẩn nó xâm nhập vào nó sẽ cao hơn là với những cái sản phẩm dạng pump, hoặc là những cái sản phẩm đựng vitamin C. Thì những cái sản phẩm đựng vitamin C mình thấy rằng là nên lựa chọn những cái sản phẩm mà nó đựng ở trong những cái hũ thủy tinh tối màu này, hoặc là những cái sản phẩm mà nó có cái phần giấy bạc gói bên ngoài, thì nó cũng sẽ giảm thiểu cái khả năng bị oxy hóa do ánh sáng trực tiếp chiếu vào trong cái phần thân chai. Nó sẽ bảo quản được cái vitamin C lâu hơn và nó cũng sẽ ổn định hơn. Và điều thứ năm này đó chính là cái siêu càng, hay được gọi tiếng Việt có nghĩa là cái
cảm giác, cái cảm nhận ở trên da của mình khi mà mình sử dụng sản phẩm thì nó giống như là texture này, hoặc là nó giống như là cái lớp finish ở trên da chẳng hạn. Mình không có tìm được cái từ đúng, cái từ chuẩn để mà dùng. Thì cái chiêu càng, tức là cái cảm giác khi mà các bạn sử dụng ý, thì nó ảnh hưởng rất là nhiều tới lúc mà các bạn sử dụng sản phẩm đấy, thì các bạn có yêu thích nó hay không. Có rất là nhiều sản phẩm tốt, thế nhưng mà vì cái texture, vì cái lớp finish nó không có đẹp ở trên da các bạn, vậy nên là các bạn lại không có thói quen là muốn sử dụng những cái sản phẩm đấy lắm. Ví dụ như là các bạn da dầu chẳng hạn, thì thường là những bạn đấy sẽ có cái xu hướng là thích những cái sản phẩm khô ráo này, thoáng ở trên da này. Còn đối với những bạn da khô thì thường là các bạn ấy sẽ yêu thích cái cảm giác là ẩm mượt ở trên da. Khi mà các bạn sử dụng sản phẩm ý, với một số dạng mặt nạ thì các bạn sẽ phải trộn gói này, trộn gói kia, rồi thêm nước, rồi đợi bao nhiêu phút chẳng hạn, thì nó sẽ khá là lích kích, thì sẽ phù hợp với những bạn nào mà có thời gian, những bạn nào mà muốn relax, bạn nào mà muốn kiểu cầu kỳ một chút. Còn với những người nào mà không có thời gian ý, thì sẽ thường là yêu thích những cái sản phẩm mà nó tiện dụng. Ví dụ như là dạ chỉ cần bơm ra là các bạn bôi trực tiếp lên trên da mặt luôn. Vậy nên là cách sử dụng cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới cái việc là các bạn có phù hợp với cái sản phẩm đó hay không. Nếu như mà bạn là một người muốn nhanh nhanh chóng chóng mà các bạn cứ phải từng bước này từng bước kia, thì chắc chắn là các bạn sẽ không thể nào mà duy trì cái việc mà sử dụng sản phẩm ấy được. Còn với những bạn có thời gian thì các bạn sẽ thích cái cảm giác là từ tốn, thoải mái, thư giãn, trộn cái này này, trộn cái kia này, mất thời gian cũng được, và các bạn thì có nhiều thời gian mà. Tiếp theo là một vấn đề gây rất là nhiều những cái tranh cãi trong cái giới làm đẹp, trong giới mỹ phẩm, đó chính là giá trị quan. Nghe có vẻ rất là vĩ mô, thế nhưng mình sẽ giải thích đơn giản cho các bạn một chút. Ví dụ như là có một số bạn thì sẽ không thích sử dụng những cái sản phẩm tester trên động vật. Các bạn tẩy chay những cái sản phẩm mà thử nghiệm ở trên động vật chẳng hạn. Hoặc là một số bạn thì sẽ không thích sử dụng những cái sản phẩm kem chống nắng mà có chứa oxy benzon hoặc là octinoxate. Thì đây là những cái chất mà nó sẽ gọi là tẩy trắng san hô. Thế nhưng với một số bạn thì các bạn ấy cảm thấy ra là nó không phải là điều các bạn bận tâm, không phải là điều quan trọng với các bạn ý. Và mình thì mình sẽ không có đề cập nhiều tới cái vấn đề này, tại vì mỗi người thì sẽ có những cái giá trị quan khác nhau và mình sẽ tôn trọng tất cả giá trị quan của mọi người. Và điều thứ 8 và cũng là điều cuối cùng ảnh hưởng tới cái việc mà các bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp ấy, đó chính là lifestyle hay được gọi là cách sống. Thì cách sống nó cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới cái việc mà các bạn lựa chọn những cái sản phẩm phù hợp. Ví dụ như là những người nào mà thường xuyên tiếp xúc với tia tử ngoại này, tia UV, làm việc ngoài trời, hoạt động ngoài trời nhiều ấy, thì họ sẽ phải lựa chọn những cái sản phẩm chống nắng mà nó có cái chỉ số cao hơn này, khả năng dưỡng da, không phải khả năng dưỡng da mà là khả năng chống nắng lâu hơn. Thế nhưng mà với những bạn nào mà làm việc dân văn phòng này, hoặc là chỉ có ở nhà làm việc thôi, freelancer chẳng hạn, thì các bạn sẽ không cần thiết là phải dùng những cái sản phẩm chống nắng quá cao, hoặc là các bạn cũng sẽ không cần thiết là phải dùng những cái sản phẩm chống nắng nó quá mạnh. Và nên là thói quen sống thì cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới cái việc mà các bạn lựa chọn được những cái sản phẩm phù hợp. Ok, vậy là mình đã giới thiệu xong 8 điều quan trọng khi mà các bạn lựa chọn sản phẩm skincare, những cái sản phẩm chăm sóc cơ thể. Và đây chính là 8 cái yếu tố quyết định để giúp cho các bạn lựa chọn được những cái sản phẩm nó có phù hợp với bản thân mình hay không. Thế là mình đã từng trải qua cảm giác giống như các bạn là mình cũng đã mất rất là nhiều tiền rồi. Và mình mong rằng là các bạn sẽ không giống như mình nữa, và các bạn sẽ tiết kiệm tiền để làm những cái điều khác hơn, hoặc là tiết kiệm tiền để mà mua những cái sản phẩm tốt hơn trong cái khả năng của các bạn. Và mình rất là mong rằng là những cái kiến thức mình mang tới cho các bạn thì nó sẽ có ích này, mà nó sẽ gọi là hiệu quả khi mà các bạn áp dụng. Và sau khi xem xong video này thì các bạn đừng quên ấn subscribe hoặc là ấn nút chuông để khi mình ra video mới các bạn sẽ có thông báo đầu tiên nhé. Và nếu như các bạn muốn theo dõi mình nhiều hơn ở trên các social media thì có thể follow mình trên Instagram hoặc là trên Facebook. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.